Hello, đây là đang làm luống Dâu Tây. Đây là mẹ tôi. Mẹ ơi, bên kia là ba tôi. Hello Đăng, Đăng hello bố đi. Hello bố. Chào đi. Vâng, tiếp theo là đây là phân bò mình ủ rồi. Cho lên xe và đẩy xuống các quả lúa. Để ngày mai mình sẽ tiến hành trồng cây. Tối nhà thấy tối vậy cắt hả? Chào các bạn, hôm qua mình đã quay cái đoạn clip mới lên luống và hôm nay mình đã hoàn thành xong trồng mới. Số trồng mới của mình thì nó nằm vào 1.200 cây. Tiếng đồng hồ cây quý tươi nữa.